linh vật hình ảnh của Singapore. Dạ. Đây là buổi trưa. Rồi đồng mình thấy cáp treo họ đi vào trong từ ngọn đồi cao thứ hai của Singapore và trong đảo Sentosa. Cáp treo này đi vào trong đảo là 33 của đảo Singapore. Dạ. Phía bên bên tay phải của đồng mình đảo Sentosa. Hồi sáng đồng mình đã đi vào. Dạ. Đảo lớn thứ tư của Singapore. Rồi cảng biển. Cảng biển là cái ngành đứng thứ ba dịch vụ cảng biển và dịch vụ hàng không mang về nhiều tiền của chính phủ Singapore. Ở cái dịch vụ cảng biển này là một trong những cái trạm trung chuyển vận tải hàng hải bận rộn nhất trên thế giới. Mình cứ thấy tuy nó bận rộn như vậy, nó lớn như vậy, nó kéo dài tới 10 km nhưng mà mình không thấy người. Dạ, đa số thì ở Singapore gần như là họ làm việc bằng hệ thống điện và điện tử. Và ngay cả nếu tối nay mình đi chơi, cái hệ thống tàu điện ngầm của Singapore cũng vậy, gần như cũng chẳng có ai kiểm soát. Dạ, tất cả máy quay camera, nếu mình đi bình thường mình không sao, mình ngước lên một cái, tất cả camera họ đều quay về phía mình. Dạ, tức là nhất cử nhất động mình đều bị quay phim và để ý. Tức là nếu mà mình trốn vé thì một vé đi như vậy chỉ có $1.70 thì mình sẽ bị phạt $17, hoặc là gấp 20 lần là $34 Singapore. Đó là lần đầu tiên họ phạt. Còn lần thứ hai là chắc chắn họ sẽ báo cảnh sát. Và báo cảnh sát thì sao? Mình sẽ vào danh sách đen của Singapore. Và khi lần sau mình vào tới Singapore thì mình không vào dễ dàng như vậy được nữa. Mình sẽ bị họ mời vào trong phòng, mình lăn tay đủ thứ. Bởi vì trong danh sách đen của họ là họ biết là mình danh sách đen chứ không biết là mình phạm lỗi gì. Dạ, thỉnh thoảng mình hay nghe báo chí ở Việt Nam nói là tại sao cô này bị giữ lại, cô kia bị giữ lại, hoặc là tại sao bị đuổi về. Dạ, tất cả đều có nguyên do. Mà nhiều khi nhân viên hải quan, nhân viên an ninh họ không muốn giải thích cho mình lý do tại sao. Dạ, nhưng mà chắc chắn là phải có lý do. Chứ không tự nhiên là mình là du khách, mình đến Singapore mình xài tiền, ủng hộ kinh tế cho họ, họ lại đuổi về. Không có lý do vô duyên như vậy. Dạ, tất cả đều có lý do cả. Dạ. Mình thấy Singapore nhỏ đúng không ạ? Nãy giờ mình cứ đi ngang qua khu vực này gần như là tới 2-3 lần. Dạ. Bởi vì đây là khu trung tâm của Singapore. Còn cái khu vực phía dưới, khu vực miền Tây, miền Đông, miền Bắc. Khu vực miền Đông là sáng mai và mình sẽ ra khu vực sân bay. Và mình sẽ đi ra khu vực miền Đông của Singapore. Miền Tây là cái khu vực Chim Jurong. Thì nãy một số anh chị hỏi Hà là tại sao mình không đi sở thú, mình không đi vườn chim, mình không đi Singapore Flyer, mình không đi bla 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 bla. Tức là nhiều chỗ lắm. Cả Singapore nếu mà nói đi hết tất cả các chương trình của họ phải đi 5 ngày 4 đêm mà đi từ sáng cho đến tối mới hết được. Chứ không phải đơn giản là mình chỉ là 2 ngày 1 đêm, 3 ngày 2 đêm, 4 ngày 3 đêm. Kiểu gì mình vẫn đi cũng được. Tức là mình sẽ đi những cái điểm chính mà thôi. Rồi phía bên đây phải đoàn mình, đây là cái nhìn cận cảnh nhất Singapore. Họ làm đất lẫn biển. Ở Singapore khi họ mới giành độc lập năm 1965 thì diện tích của Singapore chỉ có 580 km², nhưng cho đến ngày hôm nay họ đã nới rộng diện tích lên đến 719 km². Và có 3 cái hình thức để nới rộng diện tích của Singapore. Thứ nhất là họ làm đất lẫn biển, tức là họ mua cát biển cũng như là từ những quốc gia lân cận họ về, họ nới rộng diện tích của Singapore. Nhưng mà họ chỉ làm đất lấn biển với cái độ sâu của mực nước biển không được sâu quá 20 m, bởi vì sâu quá 20 m chi phí nó lên rất là cao. Hình thức thứ hai để nới rộng diện tích là họ chui sâu xuống dưới lòng đất, tức là 35-45 m dưới lòng đất sẽ có một thành phố khác của Singapore. Và hình thức thứ ba để nới rộng diện tích của Singapore đó chính là xây nhà cao tầng. Do vậy ở Singapore mình thấy 95% tất cả đều là tòa nhà cao tầng cả. Mình thấy gần như là không thấy cái nhà nào sát sát mặt đất. Với lý do là họ để dành những cái diện tích đó, họ làm những việc khác, chứ họ không để xây những cái nhà riêng, nhà thấp thấp giống như ở Việt Nam của mình. Nhà villa, biệt thự gần như là rất là hiếm tại Singapore. VIP 还是操场？我的。啊。操场啊。
tài là gốc người Trung Quốc. Đối với những công việc lái xe, vậy là đa số là người nước ngoài, người Trung Quốc họ mới làm việc có thể nói là thời gian dài. Đối với người dân Singapore là họ không làm việc được cái thời gian dài. Người dân Singapore họ đi xin việc, họ chỉ làm một ngày đúng 8 tiếng và họ yêu cầu thứ bảy chủ nhật được nghỉ. Còn đối với những cái công việc dài thời gian như vậy là phải gần như phải thuê người nước ngoài, và Singapore hiện giờ có đến gần 2 triệu người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Singapore. Dân số Singapore hiện giờ như Hà nói là 5,6 triệu người, nhưng chỉ chính gốc chỉ có 3 triệu người là người dân Singapore, hơn 2 triệu người là người nhập quốc tịch, còn lại thêm khoảng 2 triệu người nữa là công nhân lao động cũng như người nước ngoài đang làm việc tại Singapore. Bởi vì Singapore là trung tâm kinh tế toàn cầu, tức là họ nhiều việc đến nỗi người dân Singapore không đủ nhân lực để mà cung cấp nổi tất cả các công việc này. Và do vậy thì bằng đủ mọi cách, chính phủ Singapore đi kêu gọi hết tất cả những quốc gia lân cận, trong đó có Việt Nam của mình, đến Singapore làm việc mới đủ hoạt động hết tất cả những bộ máy của Singapore. Mình nhìn bên tay trái mình thấy nha, người dân Singapore họ là nhân viên văn phòng, họ làm việc, họ hộp thuốc của họ phải ra ngay cái khu vực phía ngoài, đứng kế bên cái thùng ra họ hộp thuốc. Đầu mình nhớ nha, ở trong khu vực tất cả khách sạn, nhà có máy điều hòa đều không được phép hút thuốc. Đầu mình ở khách sạn thì mình muốn hút thuốc thì mình mình nhìn ở bên tay phải mình thấy vẫn còn những cái dàn đèn họ treo ngay sát sát khu vực này. Vừa rồi ngày 16 đến 19 tháng 9 ở Singapore có cuộc đua xe thể thức 1. Ở Singapore người ta gọi là Formula One. Và xe họ sẽ đua xung quanh cái khu vực đường này. Và đây là những cái dàn đèn họ đang tháo dần ra. Singapore là quốc gia duy nhất trên thế giới được đăng cai đua xe tổ chức vào ban đêm, cũng là quốc gia duy nhất trên thế giới được đua xe trên chính con đường mà người dân cũng như mình sử dụng hàng ngày. Và mỗi năm
tháng 9, khoảng ngày 15 đến 20 tháng 9 là họ đều tổ chức cái cuộc đua xe như vậy. Và khi những cái đèn này nó mở lên thì nó sẽ sáng gấp 4 lần đèn trong sân vận động. Và người ta nói đèn này mở lên thì ban ngày, ban đêm nó cũng sáng như là ban ngày. Thì những tay đua thể thứ 1 mới thấy được hết đường, những cái khúc quanh co mà họ đua xe với vận tốc từ 300 cho đến 450 km một giờ. Ở phía bên tay trái của mình sẽ thấy hai cái nhà hát nó được kiến trúc khá là độc đáo. Mình nhìn nó gai góc như vậy, nhưng thật sự nó chỉ là những cái mái che để giảm bớt cái độ nóng của nắng mặt trời. Và hai cái nhà hát này rất là nổi tiếng tại Singapore bởi vì cái kiến trúc độc đáo của nó. Và đây là một trong hai nhà hát có thể nói đạt top 5 trên thế giới về chất lượng âm thanh. Và nhà hát này ở Singapore người ta gọi là nhà hát Esplanade, nhưng nó còn có một cái tên độc đáo khác, đó là nhà hát trái sầu riêng. Là bởi vì kiến trúc của nó gai góc, nhìn từ xa giống trái sầu riêng. Nhưng thực sự kiến trúc sư ông thiết kế cái nhà hát này nó giống như cái đầu của cái micro, tức là nó liên quan đến nghệ thuật chứ chẳng liên quan gì đến trái sầu riêng cả. Nhưng mà người dân Singapore thì họ vẫn nhìn ra thành trái sầu riêng chứ họ không nhìn ra thành cái đầu của cái micro. Độc đáo ở chỗ đó. Rồi, và mình đang đi vào con đường lịch sử của Singapore là bởi vì phía bên tay phải của đoàn mình thấy cái bãi đất trống không ạ? Rồi, chính tại nơi đây, ngày 9 tháng 8 năm 1965, cố Thủ tướng Lý Quang Diệu, ông đã đứng ngay tại khu vực này, chính thức tuyên ngôn độc lập, tách rời Singapore ra khỏi Liên bang Mã Lai sau 3 năm kết hợp. Và chính tại cái tòa nhà màu xám xám đó trên bậc thềm cao nhất, ông đã chính thức bật khóc. Ông khóc không phải vì ông vui sướng Singapore được độc lập, mà ông khóc bởi vì ông không biết phát triển Singapore như thế nào. Là bởi vì trong tay của ông cùng những cộng sự của ông, mọi thứ lúc bấy giờ Singapore đều là con số 0. Về quân đội không có, tài nguyên thiên nhiên không có, tài chính không có, tất cả mọi thứ ở Singapore đều không có. Và từ một trong những quốc gia thuộc thế giới thứ 3, tổng bình quân thu nhập đầu người của Singapore lúc bấy giờ chỉ có $500 một người một năm, mà cho đến ngày hôm nay Singapore chính thức 52 tuổi, một trong những quốc gia khá là non trẻ, và đã thành một trong những quốc gia thuộc thế giới thứ nhất, nằm trong top 10 trên thế giới hiện nay với bình quân thu nhập đầu người $60,000 một người một năm, một con số mà cả thế giới có thể nói đều ngưỡng mộ Singapore. Dạ. Và mình bắt tay sẽ dừng ở đây để mình tham quan công viên sư tử biển. Thời gian tham quan của mình